Dạ rồi. À, chúng ta có một cái buổi để mà chúng ta tận hưởng cái năng lượng thịnh vượng trong từ đây đến nửa cuối năm ha cả nhà ha. Dạ rồi, xin mời cả nhà cùng cùng vào lớp chung với Ngọc Cầm luôn ạ. Dạ. Mến chào cả nhà chúng ta rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà. Chào Thắm, xin chào cả nhà. Em chào chị Trang. Chào cả nhà. Dạ rồi. Chắc là dạ cảm ơn cả nhà, cảm ơn cả nhà đã có mặt và yêu quý cái kiến thức của Ngọc Cầm. Tối hôm nay thì như Ngọc Cầm đã thông báo thì chúng ta sẽ có một cái buổi mà năng lượng thịnh vượng. Thứ nhất là chúng ta sẽ nâng cao được tần số rung động, và nếu mà được tốt hơn thì chúng ta sẽ nâng cao tần số rung động và chúng ta sẽ được thịnh vượng tài chính. Và một năm chúng ta chỉ có một ngày này duy nhất thôi à mọi người ha, cho nên đó là lý do vì sao mà chúng ta gặp mặt trong buổi sáng và buổi chiều hôm nay. Dạ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ, bởi vì chúng ta đang gần cái thời điểm đấy rồi. Và Ngọc Cầm mong muốn các bạn đi chuẩn bị một tờ giấy và một cái bút. Tờ giấy thì nó màu trắng ha mọi người ha. Dạ rồi, trong khi các bạn chuẩn bị tờ giấy và cái bút thì Ngọc Cầm vẫn cứ nói tiếp ạ. Hồi sáng nay ở phần 1 thì chúng ta đã thực hành được hai phần đúng không ạ? Chúng ta Ngọc Cầm có khoảng 10 cách để chúng ta gia tăng tần số năng lượng. Thì sáng nay chúng ta đã thực hành hai cách. Hai cách đấy Ngọc Cầm lựa chọn là bởi vì cái đầu tiên đó là chúng ta thường thường chúng ta quen dùng. Và cái thứ hai là chúng ta ở cái phần mà biết ơn ha mọi người ha, thì chúng ta cũng được ở đâu đó ở bên ngoài nó rất là nhiều rồi. Dạ rồi. Bây giờ thì sau khi mà chúng ta đã có cái bài hồi sáng ha mọi người ha, mình xin chia sẻ lại, và bây giờ chúng ta sẽ có khoảng 1-2 phút để mình nói về cái bài hồi sáng. Chúng ta sẽ viết ra giấy ha mọi người ha. Ba câu đầu tiên chúng ta sẽ viết, là tổng cộng là 8 câu. Thì ba câu đầu tiên là chúng ta sẽ nói về một cái thành tựu, nói về ba thành tựu nào đấy mà có thể là do ơn trên hoặc có thể là do nỗ lực bản thân mà chúng ta có được từ đầu năm tới giờ hả mọi người ha. Rồi, ba câu đầu tiên là nói về ba cái thành tựu kỳ diệu nào đấy hả mọi người ha. Dạ rồi, nếu bạn nào mà chưa có mặt vào buổi sáng thì chúng ta viết nhanh ha. Thì trong mỗi câu nó đều có một cái cấu trúc. Đó chính là, thứ nhất đó chính là tôi biết ơn cái điều gì đấy, đã mang tới cho tôi cái điều gì, là thứ hai ha. Và cái thứ ba đó chính là, và bởi vì lý do gì. Mình ví dụ như tôi biết ơn một cái bạn khách hàng này đã mang tới cho tôi một cái nguồn lợi này, bởi vì bạn khách hàng này yêu quý cái kiến thức của tôi. Mình ví dụ như vậy ha. Tức là mỗi câu như vậy nó sẽ có ba thành phần như vậy. Dạ rồi. Như vậy thì ba câu đầu tiên đó chính là biết ơn những cái ba điều kỳ diệu nào đấy mà đến với bản thân chúng ta trong từ đầu năm tới giờ đúng không ạ? Dạ rồi. Năm câu tiếp theo. Hai mọi ha. Năm câu tiếp theo chúng ta sẽ viết về năm người nào đấy mà giúp cho chúng ta có những cái điều gì đó cực kỳ tốt đẹp, cực kỳ hoan hỷ từ đầu năm tới giờ. Hai mọi ha. Rồi. Năm người đấy mình cũng viết theo cấu trúc như lúc nãy. Hai mọi ha. Thứ nhất đó là tôi biết ơn người nào, tên là gì, phải cụ thể rõ ràng nha. Rồi cái thứ hai là người đấy đã giúp cho tôi cái gì, và cái thứ ba là bởi vì cái điều gì. Mình phải biết được vì sao họ giúp đỡ mình, vì sao mình lại được cái điều đấy ha mọi người ha. Dạ rồi, như vậy thì sáng nay chúng ta đã có tổng cộng là 8 câu. Và nếu mà bạn nào mà hồi sáng chưa có học á, thì cái phần mà bởi vì á, các bạn tách ra riêng một cột cho Ngọc Cầm ha mọi người ha. Cái phần mà bởi vì á, các bạn sẽ tách ra riêng một cột cho Ngọc Cầm. Dạ rồi, bây giờ là đúng 8 giờ 8 phút. Chúng ta sẽ tập trung mọi năng lượng để cho chúng ta thực hành cái bài này xong cho đến lúc 8 giờ 30 ha mọi người ha. Dạ rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu phần 2. Phần buổi sáng là phần 1 đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần 2. Rồi, trước hết thì Ngọc Cầm sẽ để cho mọi người xem cái bài của Ngọc Cầm ha mọi người ha. Bài của Ngọc Cầm xong sau đó là chúng ta sẽ làm ha. Như vậy là chúng ta đang có hai cột. Một cột đầu tiên là một cái câu đúng không ạ? Và cột thứ hai là bởi vì điều gì ha mọi ha. Rồi, bây giờ cái bước tiếp theo của chúng ta
bước tiếp theo của chúng ta. À đây, rồi mình thấy cái phần mình muốn mong muốn share rồi. Rồi. Bước tiếp theo của chúng ta. Ở đây thì mình share cho mọi người xem cái cách làm của mình ha mọi người ha. Và mình cùng làm chung với mọi người luôn. Mình cũng làm y chang mọi người luôn. Hồi sáng thì trong lúc mà mọi người làm đó, thì mình cũng làm theo luôn ha. Rồi, ở đây là cái phần mà Ngọc Cầm làm. Đây, Ngọc Cầm xin share cái phần mà Ngọc Cầm ghi ra bởi vì ha mọi người ha. Rồi, ở đây thì Ngọc Cầm xin share cái phần bởi vì, thì cái ba cái đầu tiên á là bởi vì mình ngày càng đưa ra ngoài được cái kiến thức của mình này ha. Cái thứ hai là bởi vì mình thật sự yêu thương anh ấy này. Cái thứ ba là bởi vì con có bố mẹ sống rất là tử tế này. Còn năm câu tiếp theo là bởi vì bạn ấy quá yêu thích kiến thức của mình này. Rồi, như vậy thì sau cái bài hồi sáng nay thì chúng ta sẽ có hai cột. Một cột là chúng ta ghi 8 cái thành tựu mà chúng ta có được ở trong cái năm nay mà chúng ta to cho là chúng ta vui nha mọi người ha. Rồi, cái cột thứ hai đó là bởi vì mình phải biết là vì sao cái việc đó tới với mình. Dạ rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục cái bước tiếp theo ha mọi người ha. Bước tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ, sau khi chúng ta liệt kê được 8 cái dòng này rồi nha mọi người ha. Các bạn hãy xem trong các tiêu chí này thì tiêu chí nào các bạn chỉ được chọn một thôi ha. Trong các tiêu chí này thì chúng ta sẽ được tiêu chí nào trong một trong những điều mà Ngọc Cầm gợi ý sau đây. Thứ nhất, tức là bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái tiêu chí nào đấy để chúng ta phát triển từ đây cho đến hết năm 2024 nha mọi người ha. Rồi, như vậy thì năm nay nó sẽ có hai điều chúng ta nên lưu ý. Điều thứ nhất đó chính là nội chiến này, rắc rối về là giấy tờ này, mâu thuẫn giữa các ông lớn này, nền kinh tế này ha. Cái điều đầu tiên đó chính là nội chiến hoặc là mâu thuẫn hoặc là kinh tế. Rồi, điều thứ hai đó là sức khỏe. Tại vì qua sang năm chúng ta sẽ có những cái diễn biến về sức khỏe nó không tốt, nó rất là kỳ lạ ha. Rồi, nếu mà một trong 8 câu ở trên, nếu các bạn có liên quan tới hai cái vấn đề chủ chốt này thì các bạn hãy chọn một nha. Đây là ở khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 7 cái gợi ý của Ngọc Cầm. Các bạn chỉ được chọn một thôi nha. Rồi, hai gợi ý mà của năm nay các bạn nên chú trọng. Thứ nhất đó chính là nội chiến hoặc là kinh tế. Rồi, cái gợi ý thứ hai đó chính là sức khỏe. Tại vì chúng ta phải chuẩn bị sức khỏe cho năm sau. Rồi, bốn cái gợi ý còn lại. Thứ nhất là gợi ý về về cái vận hỏa ha. Cái thứ nhất là ấn tượng. Các bạn làm sao cho khách hàng ấn tượng mà người ta wow mình bây giờ ha. Rồi, hoặc là cái làm sao đó để chúng ta có sức khỏe hoặc là giúp người khác có sức khỏe về thân tâm trí, phước đức hoặc là sức khỏe về vật lý hoặc là sức khỏe về năng lượng hoặc là tâm linh hoặc là gì đấy ha. Rồi, cái thứ ba đó chính là làm sao chuyên môn của chúng ta thật là sâu sắc. Tại vì bây giờ cái mà 70 với lại 60% là AI làm được hết trơn rồi. Nếu chúng ta đi về chuyên môn chúng ta phải thật là sâu sắc hơn AI các bạn ha. Cái thứ tư đó là hoặc là chúng ta sẽ đi mạnh về huyền học hoặc là kết nối kỳ diệu với cái bản thể bên trong của chúng ta ha mọi ha. Ví dụ như bên Phật pháp thì người ta sẽ nói là nhìn lại chính mình, ví dụ như vậy, hoặc là quán niệm, ví dụ như vậy. Rồi, và cái thứ năm đó chính là công nghệ. Tại vì những cái gì mà nó thuộc ảo ảo hoặc nó công nghệ á, trong năm tới hoặc một vài năm tới nó phát triển rất là mạnh. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có tổng cộng 7 7 cái điều mà chúng ta sẽ chọn một trong 7 điều mà đó là thế mạnh của chúng ta ha, để chúng ta đi từ đây cho đến cuối năm 2024. Rồi, như vậy thì Ngọc Cầm sẽ đọc lại 7 điều này. Thứ nhất đó chính là nội chiến hoặc kinh tế này. Thứ hai đó chính là sức khỏe này. Cái thứ ba đó là ấn tượng, làm sao đó để khách hàng ấn tượng về mình. Nếu mình giỏi một trong 7 điều này thì mình sẽ chọn một trong 7 điều ha. Rồi, cái thứ tư đó là khỏe mạnh về thân tâm trí, có thể là mình hoặc là mình hướng dẫn cho người khác. Rồi, cái thứ năm đó là chuyên môn sâu sắc. Rồi, cái thứ sáu đó chính là huyền học hoặc là kết nối với bản thể bên trong. Và cái thứ bảy đó chính là công nghệ ha mọi ha. Dạ rồi. Như vậy thì trong 8 cái dòng mà các bạn đã ghi ra rồi á, cái phần mà bởi vì á ha mọi ha, các bạn chỉ được chọn một thôi. Mà các bạn chọn một trong cái đấy thì nó phải nằm hoặc nó có liên quan tới 7 điều vừa rồi. Mình ví dụ như trong 7 cái điều trong 8 cái điều bởi vì mà hồi sáng nay mình có ghi á, thì mình có lặp đi lặp lại hai lần là bởi vì bạn ấy
yêu thích kiến thức của mình này, hoặc là bởi vì sếp ấy tin vào năng lực của mình này ha, mọi người ha. Rồi một cái bởi vì khác, đó là bởi vì mình chính là người bạn đồng hành biết chia sẻ lợi ích này, ví dụ như vậy ha. Thì ngoài ra mình còn có một số cái tức là Ngọc Cầm còn số có một số cái khác, ví dụ như là mình bởi vì cái việc đó cho nên mình sống có trách nhiệm hơn và phấn đấu hơn và mình bình an hơn, ví dụ như vậy. Rồi như vậy thì Ngọc Cầm sẽ chọn ra một thôi. Thì bởi vì Ngọc Cầm á, Ngọc 8 cái phần bởi vì của Ngọc Cầm nó rất là nhiều, nó 4-5 ý, nhưng mà Ngọc Cầm chỉ chọn một ý thôi, là ý đi về chuyên môn. Tại vì Ngọc Cầm chuyên môn nó nằm trong 7 phần kia mà, ha mọi người ha. Cho nên các bạn hãy chọn ra một yếu tố thôi, một yếu tố cái phần bởi vì, nhưng mà cái yếu tố đó nó nằm trong 7 cái thế mạnh kia, thế mạnh xu hướng của thời đại, ha mọi người ha. Rồi như Ngọc Cầm sẽ chọn về mặt chuyên môn. Rồi bây giờ chắc là mình sẽ hỏi ha. À, không biết là bạn Bảo Thi là sẽ chọn một thế mạnh gì để mình đi từ đây đến cuối năm ạ? Em chọn chuyên môn của hay quá. Dạ rồi, tiếp theo mình mời bạn Thắm ạ. Bạn Thắm sẽ chọn điều gì ạ? Dạ con chọn hiền thật. Hay quá. Dạ rồi ạ. Cuối cùng em xin nghe chị Trang ạ. Dạ, dạ rồi, hay quá. Dạ rồi, sau khi mà chúng ta đã chọn về chuyên môn rồi ha, chúng ta sẽ chọn về huyện học, chúng ta chọn về chuyên môn. Bước tiếp theo, mọi người ha, bởi vì cái buổi sáng chúng ta có một cái phần rồi, cho nên là phần này chúng ta đi hơi nhanh. Dạ rồi, cảm ơn bạn Phương Linh rất nhiều ạ. Dạ rồi, chúng ta sẽ làm bước tiếp theo ha mọi người ha. Rồi, bước tiếp theo đó chính là chúng ta lọc xem 8 cái dành gạch đầu dòng mà chúng ta ghi buổi sáng á. Tức là 3 cái thành tựu từ bản thân và 5 cái thành tựu từ những người khác hỗ trợ mình. Thôi mọi người ha. Thì 8 cái dòng mà chúng ta chọn hồi sáng đó, 2 hoặc là 3 cái dòng nào mà chúng ta vừa mới chọn. Ví dụ như Ngọc Cầm có một bạn chuyển khoản cho Ngọc Cầm cái số tiền lớn, chuyển khoản một lần. Thôi mọi người ha. Thì như vậy thì các bạn bởi vì bạn ấy thích hoặc là yêu quý kiến thức chuyên môn của Ngọc Cầm, thì như vậy thì qua sang năm ha mọi người ha, qua sang năm từ đây đến cuối năm ha, các bạn có thể nhân lên ba bạn như vậy được hay không, hoặc là 10 bạn như vậy được hay không, nhờ kiến thức chuyên môn. Tại vì Ngọc Cầm chọn kiến thức chuyên môn mà. Như vậy thì trong 8 cái dòng mà các bạn chọn ra đó, thì các bạn ví dụ như bạn Thắm này, ví dụ như Bảo Thi này, ví dụ như Ngọc Cầm này, sẽ chọn ra những dòng nào về chuyên môn, các bạn nhân 10 lần lên. Ví dụ như Ngọc Cầm chọn ba người mà Ngọc Cầm nói về chuyên môn ha, thì một người là do bản thân, một người là do một khách hàng, một người là do sếp rất là to ha. Thì như vậy thì mình có thể có 10 cái vị sếp to đấy hay không, hoặc là mình có thể có 10 cái bạn chuyển khoản cái số tiền to đấy hay không, hoặc là mình có thể có 10 cái thành tựu mà mình cực kỳ ngạc nhiên về bản thân hay không, ví dụ như vậy ha. Rồi thì ba cái điều đó của Ngọc Cầm xuất phát từ chuyên môn. Nếu Ngọc Cầm chọn yếu tố chuyên môn thì Ngọc Cầm phải nhân ba cái người đấy lên gấp 10 lần. Rồi, mình hy vọng rằng các bạn ghi gấp 10 lần lên. Ví dụ như Ngọc Cầm sẽ có 10 cái vị sếp giống như là cái vị sếp mà đã đặt hàng Ngọc Cầm. Ví dụ như vậy ha. Rồi, các bạn ghi ra ha. Ví dụ như 10 vị sếp đấy, các bạn chỉ được chọn một dòng thôi. Ví dụ như 10 vị sếp hoặc là một cái thành tựu quá lớn của Ngọc Cầm mà Ngọc Cầm cảm nhận và Ngọc Cầm nhận được, hoặc là một cái bạn mà đặt cho Ngọc Cầm có số tiền to chẳng hạn, thì các bạn ghi tên 10 người ra, nhưng mà chỉ được một dòng thôi. Nếu mà Ngọc Cầm chọn vị sếp thì Ngọc Cầm chỉ được ghi tên 10 vị sếp thôi, hoặc là Ngọc Cầm chọn cái bạn chuyển khoản to thì Ngọc Cầm chỉ được ghi tên của 10 bạn chuyển khoản to tiếp theo thôi. Chúng ta sẽ ghi tên người ra 10 người như vậy ha. Chúng ta mong muốn cái kết quả của một dòng đó, nhưng mà 10 người khác chúng ta ghi tên ra. Rồi các bạn ghi tên ra dùm cho Ngọc Cầm ha. Người 10 người nào mà nó hao hao giống như vậy. Mình ví dụ như một cái vị sếp sếp rất lớn ha, mà ví dụ như vị sếp đó làm về ngân hàng, thì Ngọc Cầm sẽ tìm xem mình có biết những vị sếp nào mà làm giám đốc ngân hàng giống như vị sếp kia hay không. Mọi ha. Rồi mình ghi tên 10 người ra, hoặc là ví dụ như mình quen có 3 người ngân hàng thôi, thì mình sẽ tìm thêm là 5 người khác là về bất động sản, hoặc là 7 người khác về cái gì đấy, miễn sao là những cái người 10 người mình ghi ra đó có cái chân dung hao hao giống cái vị sếp kia. Mọi ha. Rồi
mình mong muốn các bạn chỉ chọn một dòng thôi, với cái chuyên môn hoặc là với cái huyền học hoặc là với bất kỳ cái gì mà có lúc bạn chọn lúc nãy đó, các bạn ghi ra 10 cái tên cụ thể cho Ngọc Cầm ha mọi người ha. À, dạ rồi chúng ta ghi nha, Ngọc Cầm cũng ghi luôn. Ơi, dạ ơi, em chưa có hiểu cái chỗ à, một chút không biết thì sao em không có vô được cái đầu. Ý là bây giờ em chọn cái người là em chọn cái ngành về phát triển về kiến thức về chuyên môn đó thôi. Dạ. Em bị ghi cái người mà sao mà được kiến thức đó học của thì sao? À, từ đầu năm tới giờ là Bảo Thi à, từ đầu năm tới giờ là Bảo Thi đạt được thành tựu mà nó nhờ chuyên môn. Là Bảo Thi đạt được thành tựu gì, mình ví dụ như mình đạt được một cái thành tựu mà mình không ngờ tới, chẳng hạn ví dụ như là mình có thể mình tìm ra được giờ sinh mà trong khi trong sách của thầy mình là nó không không có cái phần đấy luôn, thì mình có một cái mình thống kê, tuy là cái phần đó mình chưa ra được nhưng mà mình cảm thấy mình rất là ngạc nhiên vì cái phần đấy, thì đó là bởi vì chuyên môn của Ngọc Cầm chẳng hạn, thì cái đó là mình cho là thành tựu của mình chẳng hạn, mình ví dụ như vậy. Thì như vậy thì năm nay từ đầu năm tới giờ mình cho rằng cái việc đó là thành tựu về chuyên môn, thì mình sẽ nhân 10 lần cái đấy lên, thì mình có thể mình ghi là à mình sẽ hoàn thành cái phần mềm về giờ sinh này, xong sau đó là mình sẽ tiếp tục làm theo cái cách đó mà để xác định ngày sinh của một người, người nếu người ta không biết ngày này, hoặc là nếu mà mình sẽ dùng cách đấy để mình chọn gì tháng sinh cho người ta này, ví dụ như vậy. Thì căn cứ vào cái thành tựu mà từ đầu năm tới giờ mình đạt được á. Rồi ví dụ như Bảo Thi là đi về chuyên môn đúng không? Thì cái thành tựu từ đầu năm tới giờ mà Bảo Thi đã đạt được á, thì Bảo Thi sẽ nhân gấp 10 lần cái đấy lên. Ví dụ như một vị khách hàng, khách ngân hàng mà trao một cái referral quá lớn cho Ngọc Cầm chẳng hạn, thì Ngọc Cầm sẽ tìm 10 cái vị khác mà hao hao giống cái ông này. Thì ông này cái thứ nhất là ông tin về phong thủy tử vi này, cái thứ hai là ông biết về Ngọc Cầm này, cái thứ ba là ổng làm về ngân hàng, cái thứ tư là ổng rất là cởi mở, cái thứ năm là ổng hào sảng, ví dụ như vậy. Thì mình sẽ tìm cái chân dung người nào mà hao hao giống cái người đấy để mà mình đặt ra mục tiêu từ đây cho đến cuối năm của mình. Tức là mình dựa trên cái thành tựu, ban đầu là chúng ta sẽ liệt kê ra 8 cái thành tựu, xong sau đó là chúng ta sẽ chọn một cái nhánh mà chúng ta phù hợp với lại thời thế, xong sau đó chúng ta sẽ chọn ra 10 người tiếp theo mà chúng ta đặt cái kỳ vọng của 10 người đấy. Chỉ có điều là chúng ta phải ghi cụ thể tên ra ha mọi người ha. Chắc là chúng ta sẽ còn một phút nữa để chúng ta ghi ra 10 cái tên của một dòng thôi mọi người ha. Hồi sáng chúng ta ghi 8 dòng thì chúng ta chỉ ghi một dòng thôi, chúng ta ghi 10 cái tên cho cùng một thành tựu, các bạn sẽ đạt được, tại vì các bạn đã từng đạt được ấy, cho nên các bạn sẽ đạt được nếu mà các bạn đi mạnh. Tại sao lại đi chỉ có một cái thôi? Tại vì cái đấy, cái thứ nhất là các bạn đã rất là mạnh rồi, và cái thứ hai là các bạn đã từng làm được ha. Chỉ có điều bây giờ mình nhân gấp 10 lần lên thôi, mình có thêm 10 cơ hội của những cái người đó. Hôm nay ấy, là một cái ngày rất là đặc biệt. Hôm nay là một ngày ngày mùng 8 này, tháng 8 này, năm 2024 cộng lại cũng là số 8 này ha. Thì con số 8 nếu mà nó đi từ 4 con số trở lên á, và bây giờ cũng đang là 8 giờ mấy á mọi người ha, thì nó đi, nếu nó đi từ 4 con số hoặc 5 con số hoặc 6 con số thì nó thịnh vượng ở cái mức độ rất là nhanh nha mọi người, nhanh chóng cực kỳ. Ở trong cái vận 8 chúng ta thấy chúng ta phát triển rất là phồn thịnh ha. Còn trong vận 9 là từ năm 2024 cho đến năm 2043 đó, thì có phồn thịnh hay không là nó phải nhờ vào cái danh tiếng chúng ta tạo ra nữa. Cho nên là kỳ vừa rồi chúng ta có từ năm 2003 cho đến năm 2004 cho đến 2023 đó, rất là phồn thịnh. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ nắm bắt phồn thịnh nó bắt đầu, nó bắt đầu nguyên do ở đâu, thì chúng ta đi theo cái xu hướng đấy để chúng ta phát triển mạnh nhất ha mọi người ha. Tại vì thường thường cái nào mạnh nhì với mạnh ba là có AI nó làm hết trơn rồi, cho nên chúng ta phải chọn. Dạ rồi, tiếp theo ha mọi người ha. Tiếp theo đây là bước quan trọng này, chúng ta bắt đầu lấy cái tờ giấy màu đỏ màu trắng ra ha mọi người ha. Chúng ta bật đèn lên, ở cái phần ghi này chúng ta phải có đèn ha mọi người ha. Đèn càng sáng thì càng tốt. Hình như là Ngọc Cầm lúc nãy giờ Ngọc Cầm có bật 4 công tắc đèn. Rồi, đây là phần chúng ta chuẩn bị ha mọi người. Chúng ta chuẩn bị ghi vào tờ giấy màu trắng ạ. Hồi sáng Ngọc Cầm thông báo hơi gấp á, cho nên là hôm nay thì mình hơi mất thời gian ở cái phần đầu một tí á. Dạ rồi, sau khi chúng ta ghi 10 cái tên hoặc là 10 cái gì đấy mà nó
đến từ cái chuyên môn, hoặc là cái khách hàng, hoặc là cái cảm xúc, hoặc là cái thân tâm trí, hoặc là cái bình an, hoặc là đến từ tài chính của bản thân, hoặc là đến từ đầu tư, hoặc là bất kỳ điều gì mà các bạn vừa mới chọn ha mọi người ha. Chúng ta chỉ chọn một cái để mà chúng ta đi thôi, và cái đó nó phải phù hợp với 7 cái xu thế mà từ đây đến qua những năm tiếp theo nó vẫn đang rất là cần ha mọi người ha. Rồi sau khi các bạn chọn một cái điều để các bạn đi thật là mạnh á, thì các bạn sẽ chọn cái kết quả của điều đấy mà từ đầu năm tới giờ các bạn đạt được á, và các bạn nhân gấp 10 lần nó lên ha mọi người ha. Chỉ chọn được một dòng thôi. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta đi chậm chậm lại. Từ hồi lúc nãy giờ mình đi hơi nhanh bởi vì mình nhắc lại cái phần hồi sáng. Rồi sau khi các bạn bật đèn này ha, các bạn viết vào tờ giấy màu trắng chân mình ha, viết 8 dòng mà các bạn mong muốn các bạn có thành tựu từ phần đấy. Mình ví dụ như một cái bạn ở ngân hàng trao cho Ngọc Cầm một cái referral, một cái giới thiệu khách hàng á, thì cái phần giới thiệu khách hàng đấy vài trăm ha mọi người ha. Thì Ngọc Cầm mong muốn có 10 người ngân hàng giống vậy, mỗi người trao referral cho Ngọc Cầm. Ví dụ Ngọc Cầm nhận được cái referral đó là gần 500 triệu ha. Thì Ngọc Cầm sẽ nói là bây giờ 10 cái vị giám đốc ngân hàng này nè, ngân hàng khác, cái người mà từ đầu năm tới giờ mình trao ha, tức là 10 người đó chưa có trao cho mình, nhưng mà mình ghi tên ra, mình dự báo là mình sẽ làm quen với 10 người này, ví dụ như vậy ha. Rồi 10 người đấy sẽ giới thiệu cho mình, mỗi người giới thiệu cho mình một người khách, và cái người khách đấy sẽ trao cho mình cái cơ hội kinh doanh là khoảng 800 triệu, mình ví dụ như vậy. Các bạn có thể ghi 500 triệu như là vị khách ngân hàng kia bình thường ha, hoặc là các bạn có thể ghi là 800 triệu, hoặc các bạn ghi 600 triệu, nhưng mà đừng có nhỏ hơn cái con số mà từ đầu năm tới giờ chúng ta đạt được, không vậy ha. Rồi, các bạn ghi ra cho Ngọc Cầm 8 dòng. Mà cái thứ nhất là cái khả năng đấy là khả năng duy nhất mà các bạn vừa mới chọn. Và dựa trên 8 con người giống như một người nào đấy mà đã từng trao cho các bạn từ đầu năm tới giờ, các bạn ha. Dạ rồi, các bạn ghi tên 8 người ra, các bạn ghi vào cái tờ giấy màu trắng, các bạn ha. Tờ giấy màu trắng của Ngọc Cầm đây ạ. Dạ đây. Rất là xinh. Tờ giấy này thì Ngọc Cầm có đi mua ở nhà sách cho nên nó rất là đẹp ạ. Rồi, các bạn ghi ra cho Ngọc Cầm 8 thành tựu mà các bạn mong muốn, ví dụ như là cái vị khách hàng này sẽ giới thiệu cho mình một cái người như thế này, và người đấy sẽ trao cho mình một cái cơ hội kinh doanh là khoảng bao nhiêu tiền đấy, các bạn ha. Rồi các bạn ghi tên 8 cái dòng đó ra cho Ngọc Cầm ha. Chúng ta chỉ ghi ra 8 cái mà chúng ta đã định hướng vào thôi. Chúng ta còn 2 phút thôi mọi người ha. Thôi chúng ta còn 3 phút đi. Chắc là cho Ngọc Cầm thêm 10 phút nha. Mình sẽ gặp nhau cho tới 8:40 ha mọi người ha. Cô ví dụ đi như nào? Dạ, dạ rồi. Chắc là để mình share ha mọi người ha. Mình ví dụ như thế này. Mình ví dụ như là... Trời ơi, bữa nay em thấy chị Ngọc Lan em mới nhớ. Dạ rồi, để mình share cái màn hình này. Dạ rồi, đây. Mình ví dụ ha mọi người ha. Đây, mình ví dụ như thế này. Buổi sáng nay là mình đã có, mình ví dụ như buổi sáng nay mình có ở bên này, đó là mình có một cái tháng doanh thu cực kỳ cao, mà hồi xưa tới giờ mình đạt được, lần này là hình như lần thứ 3 mọi người ha. Và bởi vì cái doanh thu cao đấy cho nên mình tin rằng mình sẽ làm được những cái điều kỳ diệu như vậy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình tin rằng bởi vì kiến thức của mình á, nó đưa ra, thứ nhất là ngày càng nhiều người hơn, và kiến thức của mình nó đưa ra nó cô đọng hơn hoặc nó dễ làm hơn, mình ví dụ như vậy. Rồi như vậy thì bây giờ mình không có ví dụ cái vòng này ha. Lúc nãy mình đang nói là ví dụ như này, bởi vì sếp ấy tin vào năng lực của Ngọc Cầm có thể hỗ trợ được cho cái khách hàng mà gửi cho mình mấy trăm triệu kia ha mọi người ha. Rồi như vậy thì mình sẽ ở cái dòng này, mình sẽ ghi tên 10 người ra. Mình ví dụ như là mình sẽ Thân Hơn và
và giúp đỡ giám đốc của VB Bank Đồng Nai chẳng hạn, tại vì người này mình quen các bạn ha, rồi tên gì đó mình quên rồi, rồi ví dụ như là liên lạc với bạn thân mình tên Hải là giám đốc của Agribank Bình Thuận chẳng hạn. Rồi, tại vì cái người mà của cái dòng này mình ghi nè, ha mọi ha, là có người giám đốc ngân hàng, người này đã giới thiệu cho mình một khách hàng mà người ta cho mình, người ta đăng ký dịch vụ của mình gần 500 triệu, thì cái công việc của mình đã bây giờ thì chúng ta sẽ ghi ra 8 dòng đúng không ạ? Rồi, như vậy thì thân hơn và giúp đỡ với giám đốc VB Bank Đồng Nai, tại người này mình chưa có thân lắm. Rồi cái thứ hai là người này thì mình thân này với giám đốc Agribank ở Bình Thuận ha. Rồi tiếp theo mình sẽ, ví dụ như mình hết người quen ngân hàng rồi, thì bắt đầu mình sẽ tìm xem có cái người quen nào bên sở tài địa chính không, liên hệ hoặc là hỗ trợ cho giám đốc của bên gì ta, bên sở địa chính, tại người này là vẫn đang là khách hàng của mình ha. Rồi hỗ trợ, tức là mình lấy cái hình ảnh của cái người giám đốc đấy, mình tìm người nào hao hao giống vậy thì mình ghi ra ha mọi ha. Hỗ trợ cho giám đốc của công an tỉnh ABC, mình ví dụ như vậy ha. Rồi như vậy thì mình sẽ ghi ra tên của 10 người và 8 người ha mọi người ha. Xong sau đó mình ghi là giới thiệu mình một khách hàng nữ, ví dụ như vậy ha, một khách hàng nữ có thể dùng dịch vụ là 600 triệu, mình ví dụ vậy ha. Thì mình lấy cái hình ảnh từ đầu năm tới giờ mình đạt được không mọi người, thì mình ghi ra đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có khoảng 8 dòng mình ghi vào tờ giấy màu trắng không mọi người ha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ ghi 8 dòng này vào một cái tờ giấy màu trắng như thế này cho Ngọc cầm. Thật ra đó thì hồi đầu năm chúng ta có cái buổi này rồi, và chúng ta sẽ viết dưới ánh trăng đúng không, ngày đó thì ngày âm nhiều hơn. Rồi lát nữa Ngọc cầm cũng sẽ gửi cho mọi người một số cái, chắc qua 9 giờ đi, tại vì Ngọc cầm phải hoàn thành cái bài của mình nữa. Thì nó có rất là nhiều lý do, các bạn chỉ cần xem lại cái tờ mà hồi đầu năm các bạn ghi á, các bạn ghi dưới ánh trăng vào ngày 11 tháng 1 đúng không ạ. Rồi thì các bạn sẽ thấy là ít nhất ha, nếu mà bạn nào làm đúng theo cái của Ngọc cầm thì ít nhất là chúng ta sẽ hoàn thành ở đâu đó từ 40% trở lên. Tức là các bạn nhớ các bạn ghi 11 dòng không ạ? Ít nhất các bạn sẽ đạt được 4 hoặc là 5 dòng ở trong đấy. Rồi, như vậy thì mình ví dụ như cái này đi ha. Cái này là mình đang nói về anh xã nhà mình, ví dụ như vậy. Bởi vì mình thật sự mình yêu thương anh ấy. Rồi, ở đây thì mình sẽ ghi là bởi vì mình thật sự xem trọng anh ấy hơn bất kỳ niềm đam mê nào khác chẳng hạn. Ví dụ như vậy ha. Thì như vậy thì các bạn sẽ ghi ra 8 cái dòng ha mọi ha. Và 8 dòng này nó chỉ xuất phát từ một cái dòng nào đó các bạn chọn thôi. Mình ví dụ như ở dưới này mình đã chọn về huyền học, hoặc là mình đã chọn về chuyên gia, thì mình sẽ đi ở trên này là mình chỉ đi về chuyên gia thôi. Mình ví dụ như cái nếu mà mình chọn đi về chuyên gia ha mọi người ha, nếu mà mình chọn đi về chuyên gia thì mình chỉ chọn một cái dòng này thôi để mình ghi 8 cái, hoặc là mình chỉ chọn cái dòng này thôi, là dòng này là tại vì kiến thức mọi ha. Rồi hoặc là mình chỉ chọn cái dòng này thôi, mình có 3 dòng về kiến thức, là dòng 1, dòng số 1 này ở dòng số 4 và dòng số 5, 6, 7 ha. Còn dòng này là về tình cảm rồi, dòng này về con cái rồi, dòng này thì về tình cảm rồi, dòng này thì về về bố mẹ, còn dòng này thì về gì đây, về bạn đồng hành không ha. Mình có một cái cặp táo đỏ, mình đồng hành cùng với bạn ấy ha mọi người ha, cùng với chị ấy. Rồi như vậy thì nếu mà các bạn chọn kiến thức, như Ngọc Cầm chọn kiến thức, Ngọc Cầm có thể chọn dòng này, hoặc là Ngọc Cầm chọn dòng này, hoặc là Ngọc Cầm chọn dòng này, nhưng mà chỉ chọn được một thôi.
Ha mọi người ha. Rồi, như vậy thì một dòng mà mình chọn, mình sẽ ghi 8 cái dòng này. Và ghi 8 dòng này lên một tờ giấy ha mọi người ha. Thứ nhất các bạn phải ghi tên này. Các bạn phải ghi rõ người đấy là ai này. Rồi, và các bạn thứ hai là các bạn phải ghi là các bạn đạt được cái điều gì. Mình ví dụ như cái này thì nếu mà là Ngọc Cầm ghi cái vị sếp ngân hàng này thì Ngọc Cầm đạt được là cái người đấy sẽ giúp đỡ mình, giới thiệu khách hàng cho mình ha mọi người ha. Còn nếu mà Ngọc Cầm ghi về cái phần của ông xã mình thì mình sẽ đạt được đó là cái cuộc sống mình sẽ đi du lịch với anh ấy nhiều hơn, hoặc mình sẽ có nhiều thời gian ở bên anh ấy hơn, hoặc là mình sẽ có những cái trải nghiệm thú vị với anh ấy nhiều hơn. Mình ví dụ như vậy ha. Các bạn phải ghi được 8 dòng và mỗi dòng như vậy các bạn sẽ có 3 yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là các bạn phải ghi được là từ đây đến cuối năm khi nào các bạn đạt được điều đấy ha mọi người ha. Rồi cái thứ hai đó là người đó tên gì em mọi ha. Rồi và cái yếu tố thứ ba đó là các bạn sẽ đạt được cái điều gì. Ví dụ như tiền thì các bạn phải đạt được là con số. Ví dụ như cái về tình cảm hạnh phúc gia đình thì các bạn phải đạt được cái điều gì. Ví dụ như các bạn sẽ đạt được cái sự bao nhiêu thời gian trải qua với anh ấy, hoặc là các bạn sẽ được là anh ấy ảnh chăm sóc mình nhiều hơn, hoặc là anh ấy chú ý mình nhiều hơn, hoặc là anh ấy có quan tâm đến sức khỏe anh ấy hơn, hoặc anh ấy có quan tâm đến mình, sức khỏe của mình, hoặc là anh ấy có dành thời gian cho mình nhiều hơn. Ví dụ như vậy ha. Các bạn phải có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là tên. Yếu tố thứ hai đó là con số đạt được. Và yếu tố thứ ba là khi nào các bạn đạt được. Và tốt nhất thì các bạn nên ghi là tháng 12 năm 2024 các mọi ha. Hoặc là như cái dòng này nếu mà Ngọc Cầm làm chẳng hạn thì mỗi tháng Ngọc Cầm đạt được 1-2 người các mọi ha. Ví dụ như dòng này giám đốc VP Bank thì Ngọc Cầm sẽ đạt được trong tháng 9. Cái này cũng là trong tháng 9 ví dụ vậy ha. Thì tháng 10 Ngọc Cầm sẽ làm việc với hai người, Ngọc Cầm sẽ đạt được hai người này giới thiệu, ví dụ như vậy ha. Rồi, như vậy thì mỗi dòng các bạn sẽ có 3 ý và các bạn sẽ có 8 dòng trên một cái tờ giấy màu trắng ha mọi người ha. Dạ rồi, bởi vì mình cũng không dám làm mất thời gian của các bạn, mình sẽ nói thêm về cái phần cuối ha mọi người ha. Phần cuối, trời ơi mình xóa mất tiêu rồi. Lúc nãy mình xóa thế là mình lỡ mình xóa luôn. Dạ rồi, phần cuối mình mong muốn nói với mọi người một tí để trong tháng này chúng ta có cái thành tựu tốt hơn ha mọi người ha. Thật ra phong thủy và tử vi hoặc bất kỳ các môn huyền học nào theo như Ngọc Cầm thôi mọi người ha, theo như Ngọc Cầm thì nó sẽ là đôi cánh, nó sẽ là cái phương tiện để chúng ta đi nhanh hơn, chúng ta về đích tốt hơn, chứ không có một cái gì mà nó quyết định hoàn toàn cuộc sống của chúng ta hết mọi người ha. Cho nên nếu mà các bạn nào đã quen với Ngọc Cầm lâu lâu rồi ha, thì các bạn đều biết được là trong phong thủy nó có một số cái điều nó cực kỳ dễ áp dụng ha mọi người ha. Thì đa phần ở đây thì Ngọc Cầm thấy hình như là các bạn quen biết Ngọc Cầm hơi lâu rồi ha. Rồi như vậy thì Ngọc Cầm sẽ giới thiệu với mọi người trong tháng 8, thì nó bắt đầu từ ngày hôm qua, là bắt đầu từ ngày mùng 7 á. Thì trong tháng 8 nó sẽ có một cái số cái phần mà nó lưu ý. Chắc là để mình xây hình, mình tìm cái hình của bạn Phương Linh. Bạn Phương Linh mà mình không thấy. Dạ rồi, ở đây để mình xem ha. Mình xin chia sẻ một cái hình ha. Cái này thì mình nhờ bạn Phương Linh làm. Và mình nhân đây thì mình cũng xin cảm ơn bạn Phương Linh rất là nhiều ạ. Dạ rồi, mình sẽ chia sẻ một cái hình như thế này. Đây là... hay quá. Dạ cảm ơn bạn Đức Anh ạ. Dạ rồi, chúng ta nhìn vào cái ô ha mọi người, anh ấy sẽ có hai con số. Một con số to thì đó là phi tinh của năm, con số nhỏ là phi tinh của tháng. Và cái hình các bạn đang nhìn thấy là cái hình phi tinh của tháng 8 dương lịch ha mọi người ha. Tháng 8 dương lịch thì chúng ta sẽ thấy là con số 8 này là con số thịnh vượng. Thì cho nên là cái thứ nhất có hai điều chúng ta cần lưu ý. Điều thứ nhất đó chính là tháng này là cái tháng thịnh vượng. Lát nữa mình sẽ show cho các bạn xem vì sao lại mình lại nói cái đấy theo thông con số thống kê ha. Còn cái việc mà chúng ta nói tháng này tốt nè, tháng kia không tốt, ví dụ như vậy, nó mới chỉ là lý thuyết thôi ha. Rồi, con số 8 này là con số thịnh vượng. Tại sao tháng này chúng ta lại phải chú ý nhiều hơn? Bởi vì tháng 8 là cái sao bát bạch đúng không ạ? Và qua tháng sau nó là sao? Nó sẽ là con số 7. Số 7 là mất mát, đúng không ạ? Cho nên qua tháng sau các bạn có làm 10 thì các bạn cũng không có được nhiều đâu. Tại vì tháng sau là tháng mất mát mà. Cho nên cái cơ hội của chúng ta đó là tháng này. Cho nên chúng ta tập trung vào tháng này ha mọi người ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tháng này, nửa đầu tháng
nó sẽ không nhiều tiền bằng nửa cuối tháng. Cho nên bây giờ chúng ta cứ chạy đi, chạy càng nhiều càng tốt không nha. Rồi là cái thứ hai. Cái thứ ba là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cách bài trí về phong thủy. Rồi như vậy thì các bạn thấy số 8 nó nằm ở chính giữa, giữa nhà. Đây là một cái bản đồ phi tinh. Thì các bạn cứ để ý, các bạn cứ mường tượng ra cái chiều dài và chiều rộng chúng ta sẽ chia thành 9 phần bằng nhau không mọi người ha. Như vậy thì cái ô mà chiều dài các bạn chia thành 3 phần bằng nhau, chiều rộng các bạn cũng chia thành 3 phần bằng nhau, xong các bạn nối các điểm đó lại ha mọi người ha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có một cái bản đồ phi tinh của tháng 8 dương lịch. Như vậy thì trong tháng 8 này, con số 8 nó đi vào trung cung thì nó chính là giữa nhà, thì nó đã là thuận cung rồi. Tuy nhiên nó bị mắc mớ cái bảng số 3. Bảng số 3 là cái bảng mâu thuẫn, cho nên mình mới nói năm nay là năm mâu thuẫn, năm nay là năm thị phi, mà không phải mâu thuẫn thị phi của những người bình thường, của những người thiệt là to, hoặc là của các nước với nhau. Thì cái này thì Ngọc Cầm, bạn Phương Linh hôm trước có gửi cho mình một cái dự báo của mình cách đây 2-3 năm rồi ha. Và nó y chang như vậy. Rồi, chúng ta chỉ còn năm nay và năm sau nữa thôi. Thì năm sau nữa là năm 2025 á, 2026 á, thì mọi thứ nó đi lên rất là tốt ha. Cho nên trong năm nay và năm sau chúng ta nỗ lực hết mình, giữ sức khỏe và giữ cho tài chính của chúng ta thật là tốt. Và rồi, như vậy thì trung cung các bạn sẽ đặt cái vật gì đó màu đỏ. Đơn giản nhất là các bạn đặt 9 ngọn nến ở trên một cái dĩa nhựa, 9 cái ly nến nhỏ nhỏ đó. Các bạn ra ngoài chỗ thờ cúng các bạn mua, nó rẻ lắm mọi người, mua nguyên hộp luôn, hình như nó có 10 mấy ngàn thôi. Rồi 9 cái ly nến hoặc là cái gì màu đỏ cũng được, các bạn để vào giữa nhà từ đây cho đến đầu, tức là từ đây cho đến hết ngày mùng mấy tháng 9 ấy, mùng 76, mùng 7 tháng 9 gì đấy ha mọi người ha. Rồi các bạn đặt vào đây thì cái thứ nhất nó sẽ làm hao cái sao số 3. Nó hàm hao sao số 3 thì chúng ta sẽ bớt mâu thuẫn, chúng ta sẽ bớt thị phi ha mọi người ha. Dạ, để ở dưới đất đó chị. À, để ở trên cao cũng được. Chị Trang rất là rành bằng này á. Tức là cái đó, cái gì mà thuộc hỏa và cái gì mà thuộc mộc á, chúng ta để trên cao cũng được. Để trên cao thì càng tốt ha mọi người ha. Hỏa với mộc thì nên để trên cao, còn các ngũ hành còn lại thì chúng ta để ở dưới thấp ha mọi người ha. Dạ rồi, như vậy thì đầu tiên bình thường các bạn không làm gì hết thì tháng 8 này nó cũng là tháng thịnh vượng ha mọi người ha. Còn nếu chúng ta làm như vậy thì nó càng thịnh vượng hơn ha mọi người ha. Cái ngôi sao số 8 này là ngôi sao cơ hội, nhiều cơ hội nó sẽ đến trước mắt chúng ta. Rồi căn bản là chúng ta nắm được cái nào thì chúng ta có được cái đấy thôi. Rồi tiếp theo, để mà chúng ta tránh được cái ngôi sao ngũ hoàng đại sát á, các bạn có thấy số 5 nhỏ nó bay vào ngay chỗ số 9 không? Đây là cung Tây Nam của nhà chúng ta ha. Thì chúng ta sẽ đặt một cái chùa ngũ hành ở cung Tây Nam để cho nó giảm bớt cái ngôi sao số 5 này xuống. Ngôi sao số 5 gọi là ngũ hoàng đại sát, tức là gặp gì nó không ưng là nó mừng luôn. Rồi ha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ đặt một cái chùa ngũ hành ở cái cung Tây Nam. Rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ giữ cho chúng ta được khỏe mạnh về thân tâm trí bằng cách đặt một cái hồ lô đồng ở ngay cung Đông Bắc, ở ngay chỗ số 6 này mọi người ha. Rồi, cái này là chúng ta khỏe mạnh về thân tâm trí. Rồi, và cuối cùng là chúng ta sẽ đặt một cái bát tụ tài khoan hy, hoặc là chúng ta sẽ lấy một cái vật gì đấy bằng kim loại. Các bạn mà không có thì các bạn đặt nồi niêu son chảo gì đó mà nó sạch á. Tại vì phong thủy phải là sạch và đẹp mọi người ha. Cái miệng nó rộng rộng. Rồi, miễn sao nó bằng inox, bằng đồng gì cũng được. Rồi xong sau đó các bạn đặt ở cung chính tay mọi người ha. Thì cái bát tụ tài khang hy hoặc là cái mà vật bằng đồng á, thì nó mang tác dụng, đó chính là nó mang lại tiền mọi người ha. Cái số 8 nó mang về cơ hội, còn cái số 1 nó mang về tiền mọi người ha. Và những người nào mà tuổi Dậu ha, đây là tháng duy nhất mà các bạn có tiền, các bạn có nhiều cơ hội hơn người khác, còn lại là sáu đều. Rồi, như vậy thì mình vừa mới sơ qua một tí về cái phần phi tinh của tháng này để cho các bạn biết làm thế nào đó để tăng được 37% về tài lộc nữa ha mọi người ha. Rồi, Ngọc Cầm sẽ chia sẻ với mọi người thêm một cái phần gọi là cái phần tại sao mà chúng ta sẽ có một cái tháng gọi là tháng tài lộc thôi ha. Rồi mình xin chia sẻ một cái phần như thế này, xong sau đó chúng ta sẽ kết thúc ạ. Cảm ơn cả nhà đã ngồi lại tới giờ này, mình biết là mọi người đang rất là bận. Và mình cảm ơn cả nhà đã tin tưởng với lại
thích thích kiến thức của Ngọc Cầm. Dạ rồi, mình xin chia sẻ cái bảng này ha mọi ha. Đây là một cái bảng mà thường thường Ngọc Cầm hay dự báo cho mọi người là ngày nào đặt cái gì ở đâu đấy. Rồi, bảng này không phải là bảng ngẫu nhiên đâu. Bảng này là bảng có thật thôi ha. Rồi, ở cái phần mềm mà gì ta, ngày hoàng thần tài mình cũng dựa trên bảng này hết ha mọi ha. Rồi, các bạn nhìn xuống cái phần này nha. Mình ví dụ như đây, đây là cái phần. À, đây là phần một phần mình thống kê ha mọi người ha. Đây. Rồi. À, bình thường mà nói thì tất cả mọi chỉ số của Ngọc Cầm cao nhất chỉ là 714 thôi. Ha mọi người ha. Tuy nhiên, mọi người nhìn vào tháng 8 nha. Tháng 8 bắt đầu từ đây. À, đây là mình thống kê ha mọi người ha. Tháng 8 từ đây cho đến đây. Rồi, mình ví dụ như vậy. Mọi người thấy nó lên 734 không? 716 là mình đã ngạc nhiên rồi ha. 722 rồi 723. Ở trên này còn có 700 mấy nữa. Ồ, còn một số to to đâu rồi. À, chắc là 734 đó. Mình chưa bao giờ thấy cái con số nào mà nó vượt qua 714. Mà riêng tại vì Ngọc Cầm, lúc nào Ngọc Cầm cũng làm lịch. Đây, Ngọc Cầm làm lịch là, ví dụ như ngày mai là chúng ta khai giảng lớp 99K đúng không ạ? À, buổi sáng để thu hút tiền về đúng không ạ? Rồi, thì Ngọc Cầm làm lịch cho nên tháng nào Ngọc Cầm cũng xem cái phần này hết. Tuy nhiên đây là tháng đầu tiên mà Ngọc Cầm thấy ha mọi người ha. Ngọc Cầm thấy cái con số này nó vượt qua 714, mà nó không phải nó vượt ít mà nó còn vượt nhiều nữa. 734, mình chưa bao giờ mình thấy cái con số này. Chưa bao giờ luôn, chưa bao giờ mình thấy con số vượt qua 714 đâu. Mà tự nhiên tháng này lại có. Và các bạn thấy nó sẽ xuất hiện này. Kể từ ngày 15 đúng không ạ? Kể từ ngày 15 trở đi cho đến ngày 20, 25, 26, 27 gì đấy ha mọi ha. Rồi, như vậy thì cái đoạn đầu này nó vẫn bình thường, nó vẫn là 714 là 600 mấy đúng không mọi người? Cho nên chúng ta hãy nỗ lực trong nửa tháng đầu ha mọi ha. Rồi ở đây là những con số mà nói về thu hoạch tài chính mà khi các bạn chưa làm gì là nó đã nhiều hơn bình thường, nó đã nhiều hơn nửa tháng đầu và nó nhiều hơn tất cả những tháng trước rồi. Ngọc Cầm làm cái bảng này chắc được gần một năm nay rồi. Cho nên cái việc mà cuối tháng các bạn mà không làm gì mà các bạn có nhiều tiền hơn là việc chắc chắn 100%. Và cái bảng phi tinh lúc nãy mà các bạn có làm gì thì nó còn nhiều hơn nữa ha mọi người ha. Dạ rồi, thì đây là một số cái phần mà Ngọc Cầm mong muốn nói với mọi người là tất cả mọi thứ mà Ngọc Cầm làm hoặc là Ngọc Cầm gửi cho đối tác hoặc thế nào đấy thì nó đều được cân đo đong đếm hết ha mọi người ha. Rồi, Ngọc Cầm sẽ thông báo với mọi người thêm một cái tin nữa, đó chính là vào ngày để mình xem vào ngày đây, vào ngày này ha mọi người ha. Ngày này thì không phải rồi. Đây, vào ngày 28 mọi người ha. Mọi người thấy số 8 nó xuất hiện nhiều không ạ? 28 tháng 8 ha. Rồi, ngày 28 tháng 8 là ngày mà tất cả chúng ta ai cũng có tiền hết. Rồi, thứ nhất là ngày 28 tháng 8 là ngày tất cả chúng ta ai cũng có tiền hết. Còn làm sao đó cho nó nhiều hơn ha, thì có thể các bạn học những cái khóa 99K của Ngọc Cầm, hoặc là các bạn biết được những cái điều mà giống như đặt nước đó ha mọi người ha, hoặc là các bạn nỗ lực từ đây cho đến ngày 27 đi ha mọi người ha. Và cái việc mà các bạn bài trí phong thủy theo đúng cái hình giống như lúc nãy á, là tự nhiên các bạn đã có nhiều cơ hội về tài chính hơn rồi ha mọi người ha. Rồi, ở đây thì Ngọc Cầm mong muốn gửi gắm đến cho tất cả mọi khách hàng của Ngọc Cầm từ trước tới nay đi một cái lời biết ơn. Là các bạn vẫn quý trọng Ngọc Cầm, các bạn không có quên Ngọc Cầm, rồi các bạn cũng nỗ lực ha mọi người ha, và các bạn yêu quý môn phong thủy và tử vi, và đây là một cái tháng cơ hội của chúng ta, không phải là mình huyền học mà nói không không đúng không ạ? Nó được chứng minh trên các con số nữa, cho nên là chúng ta hãy tự tin vào bản thân ha mọi người ha. Thật ra đó thì chúng ta còn một năm rưỡi nữa thôi. Nó dài thì cũng không dài, nhưng mà nó ngắn thì nó cũng không ngắn. Cho nên là những cái gì thuộc về cơ hội thì chúng ta nên biết nắm bắt mọi người ha. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Em xin mời chị Trang ạ. Mà chị gì? Dạ em thấy chị giơ tay. Em tưởng chị muốn phát biểu. Dạ rồi, em cảm ơn chị Trang. Xin cảm ơn cả nhà mình ạ. Như vậy thì cái tờ giấy màu trắng này sau khi chúng ta ghi á, mọi người, sau khi chúng ta ghi ha mọi người ha, chúng ta có thể gấp lại xong chúng ta bỏ vào bóp ha mọi người ha, và chúng ta sẽ mở ra cái tờ giấy màu trắng này vào ngày 19 tháng 2 ha mọi người ha. Rồi những bạn nào mà viết vào ngày 11 tháng 1 thì các bạn dỡ ra vào ngày 27 tháng 7
tức là nó xong rồi, thì các bạn dỡ ra xem có phải các bạn đạt được ít nhất là 40% hay không. Cái ngày 11 tháng 1 chúng ta viết 11 câu đúng không ạ? Dạ. Còn cái tờ giấy này chúng ta viết 8 dòng và mình hy vọng là các bạn sẽ mở ra vào ngày 19 tháng 2. Các bạn xem mình đạt được bao nhiêu dòng ha. Mọi người ha. Thường thường mình chưa viết tại vì mình chưa có, trước đây mình làm một mình không à. Và thường thường Ngọc Cầm đạt được khoảng 80-90% những cái tờ giấy viết như thế này vào những cái thời điểm đặc biệt như thế này. Và mình hy vọng rằng các bạn sẽ, bạn nào mà đạt được 80-90 hoặc 100% thì phản hồi lại cho Ngọc Cầm ha. Tất cả mọi cái thành công của các bạn đều là hạnh phúc của Ngọc Cầm ạ. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Viết 8 cái dòng. Viết 8 cái dòng là tôi sẽ hỗ trợ cái người tên gì đấy để cho người đấy giới thiệu cho tôi được cái gì đấy. Ha mọi người ha. Lúc nãy mình có hướng dẫn lại, chắc lát nữa mình sẽ gửi cái băng video clip cho một số anh chị vào sau để mình xem lại. Tuy nhiên là chúng ta gần hết 8 giờ rồi ha. Chúng ta viết xong trước 8 giờ và trước 9 giờ và chúng ta bỏ vào box. Và chúng ta sẽ mở ra xem vào ngày 19 tháng 2 ha mọi người ha. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Mến chúc cả nhà. Dạ. Đúng rồi, mình quên dặn mọi người. Hồi sáng mình có dặn rồi ha. Cái tờ giấy màu trắng và viết bằng mực màu xanh nước biển. Bạn nào mà lỡ viết mực màu khác á, mình lấy cái tờ giấy trắng khác các bạn ha, để mình viết lại. Các bạn có nhớ cái tờ mà mình ghi vào tháng 12 năm 2022 không? Rồi xong rồi mình đưa cho các bạn xem đó, là hình như là 90% mình đạt được hết á, là mình cũng viết trên một cái tờ giấy trắng, nhưng mà tờ giấy cực kỳ xấu, tại lúc đó mình làm có mình, và bữa nay mình làm với chung mọi người, cho nên mình bày vẽ, mình mua tờ giấy đẹp cho mọi người ha. Thì dạ em cảm ơn chị Thơ rất nhiều ạ. Cảm ơn cả nhà mình. Lát xíu mình sẽ gửi cái đường link lên trên Facebook hoặc là Zalo để cho các bạn xem lại. Nhưng mà chỉ có xem lại thôi, tại vì tới 9 giờ là hết giờ rồi. Cảm ơn cả nhà mình ạ. Bây giờ mình sẽ làm cho bản thân ạ. Cảm ơn cả nhà mình ạ. Dạ rồi, em xin chào cả nhà. Dạ, em xin chào cả nhà. Dạ, em chào các chị đại. Em xin chào cả nhà nha. Dạ, em xin chào cả nhà.